Chào các bạn, bữa nay là sáng sớm, trời mây mù. Thì ở đây mùa thu là như vậy đó các bạn. Hai em. Chào cả nhà. Bữa nay mình làm gì đây? Tính thu hoạch ớt á. Mấy cái bắp cải với bắp cải bắt đầu nó xay rồi nè. Anh thấy ớt nay nó chín rộ rồi, rất là đẹp luôn. Thì mấy cái cây cải, bông cải trắng, súp lơ trắng đó các bạn, với bắp cải nồi nó mình trồng ở nay nó cũng phát. Thì súp lơ thì nó có bông rồi, rất là đẹp. Thì có nhiều em, cô chú anh chị hỏi sao ớt chín quá không hái. Thì mình chờ cho nó chín lượt kia đó. Ừ. Hái cho nó đẹp với lại nhiều luôn. Nhiều luôn, làm tương ớt luôn. Dạ. Này nè các bạn, này ớt Thái nè. Thái. Thì cái này coi như tại vì lúc này trời lạnh á, cho nên nó chín nó không bị khô. Còn giống như mùa nóng á, thì nó chín dễ bị khô anh ha. Ừ. Nè, tự trồng. Quá đã luôn. Thì cái này mình hái xong thì mình làm tương ớt. Còn cái cây thì mình tỉa cho nó gọn gọn, xong mình đem vô nhà kính thử coi sang năm coi nó sống không. Thì mấy năm trước mình cũng có đem cái cây ớt ngũ sắc anh. Ừ, nó cũng sống ha. Dạ. Mấy cái kia nó cũng sống mà tới cái lúc mà nó bị lạnh ấy, nó bị chết á chứ. Dạ. Thì có nhiều cô chú hỏi là mình đem vô nó có chết không. Thì thực sự ra khi mình đem vô á thì nó bị rụng lá. Đó, thì mình vẫn để cái chỗ nào có nắng, không phải có nắng mà có ánh sáng á. Ví dụ cô chú đem vô để ra thì nó không có sống được, tại vì nó không có nắng. Thì mình để nó rụng lá nhưng cái gốc nó vẫn còn sống. Hay là mình để cái chỗ nào mà nó có nắng đàng hoàng thì có thể là nó sống luôn. Dạ, thì hồi đó bà mẹ miền Tây đem vô để cửa sổ á. Cứ ăn nhiều hái nhiều. Quá đã đâu nè. Cái này thì mình tỉa bớt lá rồi. Nói chung năm nay trồng ớt rất là đạt kết quả em ha. À, mà mình có nhiều cô chú hỏi là mình trồng ớt mình bón gì. Thì mình bón phân gà thì mình thấy hình như nó chịu anh ha. Ừ. Mà nghe nói đồng bón phân gà ớt nó cay hơn nữa đó. Mình không có biết cái đó, nhưng mà mình thấy bón phân gà thì nó đậu trái nhiều, mà ra trái nhiều lắm luôn. Đó, cây này xong rồi. Cây bên đây thì là ớt chuông các bạn ha. Ớt chuông này ớt chuông màu một vàng quá. Màu vàng mà xanh nhỉ. Nó mới ửng 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 nè. Này màu đỏ anh. Màu đỏ. Này nó mới ửng ửng này. Này, màu vàng nè, có con trái. Này là màu cam phải không? Màu cam. Ừ. Còn cái này là ớt chuông ngọt á, ớt mà là ớt ngọt á. Ớt này ăn rất là giòn ngon lắm á. Quá đã luôn. Cái ớt này ăn sống rất là ngon ha em ha. Ớt này ăn giống như trái cây vậy. Nó ngọt mà nó giòn nữa. Nghĩ là trồng do. Wow, nó có. Cái này thì mình không có làm tương ớt. Này để ăn sống. Sống hoặc là mình xào cũng được ha. Xào hay là mình làm bánh pizza rồi đó anh. Ừ. Bỏ lên. Trái ớt ngẩn hay không? Em hái luôn. Rất là nhiều ớt ở đây ha các bạn. Hôm nay thì mình trồng mình để trong kia, nó không có nắng á. À, sắp chín rồi cái mình đem ra đây, nó có nắng. Tại vì lúc này nó lạnh rồi đó. Ngọt không? Ừ. Ngọt ngay à? Rất là nhiều nước. Ngọt nước. Ngọt ngay à? Không có gì gì cay á. Rất là ngọt. Cái này nó bán trong khó xua mấy tiệm á. Nó làm những cái nó bỏ trong cái dĩ em. Cái mình ăn cà rốt rồi chung luôn. Ừ. Sao không hái cái dạng này luôn em? Em qua đây em hái nè. Tại em đứng nó xanh quay. Cái đấy luôn. Cái này để nhà nó trồng hơi ấm ấm chút rồi nó sẽ chín rất là đẹp. Cà chua cũng vậy ha. Mình đem vô trồng nó chín đều luôn. Rất là đẹp. Hoa đã. Này ớt Thái luôn phải không? Giống bên kia ha. Thái. Hình như cái này hư. Mình để lâu quá nó hư. Chín quá. Cắt cái em. Hai lá mềm luôn rồi. Mềm.
Cái ừng hững chắc mình hái luôn đi. Thì cái ớt này nếu mà cô chú muốn nhiều trái thì mình trồng một khoảng khi nó gần có bông á thì mình sẽ xới gốc xong mình tỉa bớt lá, mình bón thêm phân gà. Xong mình có cỏ ra. Ừ. Cái mình ủ lên vậy nè, wow ra trái dữ lắm. Hồi bữa mình trồng mình để trên cao nè, đâu có chăm sóc gì đâu. Tưới nước cũng bữa nghỉ bữa không. Lá thôi quá trời quá đất mà nó không có trái. Xong cái mình xới xới mình bỏ phân gà, xong lúc đó không có cỏ thì mình bỏ lá rau cải mình cắt mình bỏ lên. Bắt đầu nó trái quá chừng luôn. Mà anh thấy như cũng phải tỉa lá bớt anh ha, mới đậu trái nhiều. Nó có nắng nó xuyên qua. Với lại nó cũng như nó ít lấy phân dinh dưỡng đồ hơn ha, nó dành với mấy trái. Nhưng mà đừng có cắt hết. Vậy nè, nó quang hợp không? Đó thì mình cắt một mấy cái trái mà ở dưới á, bự bự á. Lúc này vô à. Làm tương ớt là ăn quanh năm rồi. Còn mấy cái ớt hoa hồng này không biết là ớt ớt cay á. Màu cũng ửng ửng ha. Ừ, nó đừng ửng lên rồi. Cũng rất là nhiều trái mà cái tàn này nó bự hơn. Còn cái ớt này là... ớt cay quá hả? Không, ớt này ớt chuông á. Quá đã luôn, quá đẹp. Cái màu đỏ lên ta nhìn nó rực rỡ, sẽ rực rỡ ha. Con trái nhỏ này nó cũng chín luôn. Cái hai cái dưới luôn. Ứng nghe đem vô. Rồi, còn đây thì ớt này không biết ớt gì mà nó cũng là ớt cay luôn. Ớt này giống như... Có cái hiệu không? Lấy cái hiệu. Có nè. Ớt sừng trâu. Mà để ớt ốm mà cay. Ừ. Mà dài. Không biết là gì nữa. Này như mấy năm trước mình có trồng ta? Chưa, cái này lần đầu tiên. Mà cũng giống như ớt sừng vậy, nhưng mà nó hơi nhăn, nó không có láng. Nhăn. Mà nghĩ chắc cay. Ừ. Không rứt bằng tay nè. Khó hả? Cũng được mà sợ nó. Đứt cành. Nó bị đứt cành. Ông nông dân đau lòng. Này mình đem vô nhà kính mình giữ gốc rồi hết rồi. Hồi năm ngoái giữ cũng được mấy gốc mà cái nửa chừng sưng. Trời lạnh trường mười mấy độ âm. Chết hết. Mình thí dụ như mình muốn đem á thì mình đem sớm sớm rồi nha, chạy cho nó quen với thời tiết á, nhưng khi nó đang lạnh ngoài cái mình đem vô nhà có sưởi cái nó dễ bị sốc thời tiết cái nó chết lắm. Wow, cái này ngon quá trời luôn. Ớt sừng trâu. Này phải sừng trâu không? Này sừng dê. Nó sừng dê quá. Mấy cái bự này hái sướng rồi đó, trồng mấy cái nhỏ nhỏ nhớ không? Ừ. Hái cực quá. Nhất là cái ớt nhiều màu. Nó đẹp mà hái cực. Cái đó để mình đem vô nhà xong rồi cái ăn nhiều hái nhiều ha. Ừ, cái ớt đó thì nó cũng không cay dữ ha. Nó cũng the the ăn mà nó thơm lắm. Ừ. Đó, bây giờ hết rực rỡ rồi. Quá trời hộp luôn. Cái loại này sao nhiều hộp chứ, hồi xưa nhớ mình trồng cái kia nó không có hộp không? Một hai cái à. Mà cũng ngọt vậy á, nhớ không? Ở trái tim á. Ừ.
Cũng có hái mình đợt nữa không? Chắc mình đem vô mốt mình vô nhà kính mình hái. Đó, ở dưới có con trái vàng ấy. Ở này hả? Cái ớt này để cho nó ưng ưng đỏ đỏ mình hái. Ớt này cũng cay, cay hơi hơi thôi. Cay hơi hơi, mà này ăn cũng ngọt giòn lắm. Thấy vô mấy cái tiệm phở hay người ta hay cắt lát lát cho ăn phở. Mà cái ớt này nếu mình hái xanh vậy mình làm chua ngon lắm anh. Làm chua để mình ăn phở, ăn hủ tiếu rồi đó. Rồi, hết rực rỡ rồi. Hết rực rỡ rồi, hái gì nữa? Thì bây giờ lại đây hái ít cầu đậu que xong rồi hái cái khổ qua. Khổ qua này thấy trái cũng bộn. Rồi, chặt. Đậu que này thì nó cũng tàn rồi các bạn ơi. Cũng bắt chắc hái lần này lần cuối rồi. Hái hoài chứ. Thì có nhiều cô chú hỏi tại sao hai vợ chồng không trồng đậu bụi á các bạn. Thì hồi trước hai vợ chồng có trồng rồi nhưng không thích giữ. Đậu bụi thì nó mau tàn hơn em ha. Đậu bụi nó có một cái ấy là ưu điểm là nó trái khủng khiếp lắm. Nó trái nùi nùi luôn á nhà, nhưng mà nó không có kéo dài lâu rồi, tại vì nó lùn vậy đó, thì nó trái chừng ăn mình hái chừng khoảng 2-3 đợt là xong rồi đó. Nếu mà mình có chỗ á thì giống như mình trồng nguyên một cái luống á thì cũng ngon lắm. Mà phải nắng nhiều ha. Còn gia đình nông dân thì nó không có chỗ để cho nó trồng ở dưới, với lại mình muốn ăn lâu á, cho nên mình trồng này thì được ăn lâu dài hơn, chứ hồi xưa cũng có trồng á chứ. Cái tốt của cái đậu leo này nè các bạn, thì nếu mà trời mà nó ấm ấm hoài không lạnh á thì nó kéo dài lâu, rất là lâu. Khi mà nó tàn thì là cũng như là mùa thu đã đến. Thì giống như cái này đi. Cũng như dưa rồi các bạn ha. Bụi thì nó chưa thu tới là nó đã tàn rồi. Thì nói chung mình hái chừng vài ba lần à, thì nó tàn rồi, tại vì nó là cái cây mà. Thì nó hết trái rồi bắt đầu cái nó không có lên cao nữa mà nó vậy thôi thì nó tàn. Đây này nè. Còn cái này thì nói chung hôm nay hái chắc cũng mười mấy lần rồi đó. Rất là nhiều, nó tính ra là rất là nhiều. Mà đậu này thì nó đa dạng hơn ha, nhiều loại. Nhiều loại ha. Có hái bắp không em? Ồ, hái luôn. Bắp. Nghe hái bắp sang quá. Có cần cái xe con rùa không? Cần quá. Cần lần đẩy mấy cây đi dục, có. Đó, cũng được một dĩa xào. Đây nè. Có cần ảnh cổng lên không? Không, cổng té xuống. Cần ảnh hái. Ở trên luôn. Không biết hái được lần nữa không? Trời lúc này thì bằng đêm rất là lạnh. Cho nên là mấy cái rau này da lá nó vàng úa. Ở đây thì sắp sửa ít bữa nữa thì cây cối ơi đáp. Cây cối nó vàng úa, nó rụng, mùa thu lá bay. Lạnh rồi, mày sáng ngủ dậy lạnh rồi. Ở đây đi, vậy đó. Đi ra đường bắt đầu thấy nó vàng vàng rụng rụng lá nhiều rồi không? Trời bắt đầu nắng không có chói chang nữa mà nắng thấy vàng vàng nhẹ nhẹ. Ở đây vậy đó. Hãy bắt đầu mùa. Oh wow. Rồi hết rồi phải không? Anh. Oh, được cái đậu bún, đậu đũa. Được. Còn không? Hết rồi. Trồng nguyên mùa được một chiếc đũa. Hôm nay hái được 2-3 trái gì đó. Chưa được một đôi. Rồi, hết rồi ha. Rồi hết rồi, chắc lần này là lần cuối quá. Cuối rồi đó. Chỉ còn leo ngoe. Sao chắc hái xong dọn luôn. Thường á tụi mình sẽ dọn vườn khi mà cuối mùa vậy, cái tụi mình dọn luôn à. Mốt cái khỏe. Đó, được cái nữa, được đôi đũa rồi. Đó, cũng rất là nhiều ha. Rồi, giờ vô thạch thu hoạch đậu qua. Đây, khổ qua. Khổ qua ngoài xanh có không? Có. Đó, mấy cái vàng ở đây nó cũng bắt đầu nó tàn rồi các bạn ha, đặc biệt là mấy bí thiên vũ, mấy cái bí khổng lồ nó tàn.
Nhưng mà cái bí đau rồi á, lá nó vẫn còn xanh, nó vẫn còn rau AO, nó nứt nữa rồi. Nứt cái trái này rồi. Ờ, lúc này dễ lắm. Mà lúc này thấy tự nhiên ra nụ quá chừng luôn. Ừ. Mà sao nó ưa nứt quá ha? Không biết. À, bầu vẫn còn trái. Ồ, ngay cái cà tím luôn nè. Cái cà tím mình sẽ đem vô trong nhà kính luôn. Cà tím năm nay trồng không ngon. Đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà coi đem vô trồng coi nó... Mà bây giờ thì mới thấy nó phát anh à. Ừ. Cho nên anh thấy nó phát nó như ra bông giữa rồi để trồng cái mình. Nè, còn trái nùi nùi luôn á. Được thu hoạch hơn. Đây là rất là nhiều trái nhưng mà nó không có lớn. Nó cái cây này thì ngon nè. Ừ. Bữa nào anh sẽ cho nó phân rồi vô cái bưng vô. Ở đây thì khổ qua nó cũng... nó không còn láng nữa, tại lạnh quá. Này nhỏ nhỏ hai luôn đi. Chắc ca cuối mùa rồi. Giờ thì nó chậm lớn lắm nhưng mà cũng ngon quá nè. Đủ cũng còn. Wow, cái vàng năm nay ở đây hái cũng rất là nhiều ha. Nhiều. Tiện nữa. Năm nay sao chắc cũng trồng khổ qua nữa quá. Hay là dưa leo. Chắc khổ qua đấy. Tại dưa leo mình đâu có để cho nó bò. Ừ. Cũng có thể trồng đậu que đây, trồng gì khổ qua đằng kia. Cũng được. Thay đổi. Nói thấy không? Nhiều đây cũng được nồi. Ừ. Nhỏ nhỏ. Này khổ qua mini. Coi vậy chứ nhỏ nhỏ vậy nếu mà mình xiên á, mình móc ruột không rồi dồn thịt nó sẽ ngon hơn. Ừ. Cái bự. Ôi ơi, trái bí này nó bị nổ nữa rồi. Kỳ ha. Tại sao năm nay trời mưa nhiều quá mà ít nắng ít nữa. À, trái nè. Trái này nó nổ rồi. Nhưng mà nó lành anh à, nó tự lành. Ờ, nó lành rồi, cái này nổ ít. Wow. Trái này phải chừng hái hay chừng nó sụp á. Ừ. Này có phấn hái được hay không? Ờ, hái được để nó nổ ổn. Giờ thì vô nhà kính mình hái khổ qua cả nha. Ồ, khổ qua đây bự hơn á. Ừ, nó ấm hơn mà. Thơm bông. Wow, ở đây xà lách đây nè. Đó, bữa nào làm gì ăn ra ngoài thu hoạch. Ô mấy cái cà dĩa này nè. Họ bông quá trời luôn nè. Bữa mình đem vô nay nó lên bông quá trời luôn, nó tốt nữa. À, cái này thì nếu anh có cắt cỏ anh tủ cái gốc cho nó màu lớn. Cái đằng kia nữa kìa em. Tốt lên nè không? Tìa mấy cái lá úa. Ngộ lắm ha, cà dĩa như mình cảm thấy là mình trồng ở dưới đất nó không chịu bằng trên chậu á. Ở đằng sau nó có ăn trái nữa em. Có. Ừ, nhìn ở ngoài sân vô thì thấy. Thấy không? Mày không? Nô, sát nó mới ghép luôn. Ồ, còn nhỏ anh ơi. Múc vào trên cái nữa. Thấy bự mà, nãy thấy bự mà. Nằm sát nó trong cái... Nè, nè, con nhỏ nè. Em chát nó xuống. Ừ. À, trái này chắc hái được nè. Hôm qua cuối mùa, ở đây cũng trái cũng bộn mà. Nói chung là không phải là ít nhưng mà nó không có bằng mấy năm trước mình trồng. Thành ra là mình nói nó ít cũng được. Mà năm nay thì mình trồng nó không có bò dữ giống như mười năm. Mười năm nó bò đầy vàng lắm. Thì lúc này ở đây nó không còn nắng, bữa nào không có nắng các bạn thì đèn nó cháy lên đặng cho rau tiếp tục phát triển. Wow, có rau bắp nè. Hai vợ chồng nông dân mà không có thu hoạch rau cải bữa nào thì cũng buồn. Nó đậu bắp à, đậu bắp nách ra nhiều trái mà nó chỉ ra có một nách một trái thôi. Không có trái nữa chứ, đâu phải trái nào cũng có trái đâu. Người ta nói là đậu bắp á một nách nhiều trái, còn nông dân trồng đậu bắp á nhiều nách một trái. Cũng bự quá đó. À, ngon quá nè. Rồi mấy cái này để dành nó ở trong đây thì nó ấm. Cái này nó không có gai luôn. Nó ót. Thì thấy nè. Nè có chú anh chị bà hổm á, cái khổ qua mình, cái lá nó quá béo gì nó bị bò trĩ. Ừ. Thì ông nông dân cũng xịt. Cho nên bây giờ anh thấy cái lá nó lên nè. À, xanh tươi ha. Nó bự ra nó không có bị quắn lại. Bởi vì đó lý do tại sao mà cái khổ qua của mình á
nó ra nụ xong cái nó quéo từ lúc nó chưa có nở bông luôn. Giống như nó ra vậy nè, cái nó quéo lại luôn, nó không chưa có nở cái bông nó hư hết. Cái cây cà này đem vô nay nó có bông rất là nhiều nè. Cà này không biết cà gì thì mà cái bông màu tím. Chắc là cà tím rồi. Hay là gà. Còn trái dài anh ơi. Trái dài hả? Trái hơi dài dài bầu bầu màu trắng. Ừ, đây này nè, wow, thật tốt luôn nè các bạn. Rồi đi ra. Xong. Cái này thì mình không có tưới nữa. Mình để mình kiếm cái rau cần nước các bạn, kiếm cái thùng bự bự cái sàn nó qua, bỏ nó xuống. Hôm nay không ơi, không dọn cái nhà kính tùm lum quá. Có anh trái bí đó, nó cũng màu lớn quá cả. Hôm nay trồng bí ngon. Mướp ở đâu nè? Đây có anh trái nữa nè. Mướp nữa nè. Mướp này thì, ồ cái loại mướp này kêu mướp gì á? Mướp ăn ngắn ngắn gì cả nhà mà ăn mình thấy nó ăn ngon hơn mướp hương quá, ngọt dữ lắm. Mướp, mướp lùng. Mà mình thấy cái loại này hồi xưa giờ thì mình không biết, nhưng mà mình thấy có quay ở trên, coi trên YouTube. Mà ở đây thì người ta cứ để mướp hương vậy thôi. Quá wow, ngon các bạn. À, bên này thì thu hoạch ớt đủ loại luôn. Cái này đủ làm tương ớt chưa? Đủ á, này là mình để cho nó chín chút cái mình rửa xong mình bẻ cùi. Xong cái nếu mà xiên nữa thì lấy bớt hột ấy thì thôi. Ừ. Hay là mình bỏ vô tủ lạnh, mình nếu mình muốn ăn sống đâu đó. Dạ đúng rồi. Đông đá luôn. Nếu mình muốn ăn sống thì mình để về nè, cái mình rửa sạch xong mình lắc cùi để mình đông đá, khi nào ăn cái mình lấy ra mình ăn cũng rất là ngon nha. Không cần phải. Hay là nếu mình lười biếng thì mình bỏ vô tủ lạnh mai mốt mình xay cũng được luôn anh. Nói chung là cái này ớt thì rất là tiện luôn, mình làm ăn cả năm luôn cả nhà, khỏi cần phải mua. Hai cái cà tím, một lố khổ qua cũng rất là ngon, cuối mùa. Khổ qua cuối mùa mà cũng ngon ghê luôn. Với được hai trái cà tím. Cà tím vô xào chung với đậu que. Đó, nói chung là cuối mùa rồi có những cái trái khổ qua như thế này thì cũng rất là hiếm luôn. Thì năm nay trồng khổ qua thì không có trái nhiều, nhưng mà nói chung là cũng dư ăn luôn cả nhà. Cho nói chung là cũng giáp làng giáp sớm đó. Nói chung là khổ qua mình ăn cũng tốt cho sức khỏe ha. Như ai mà tiểu đường người ta làm trà uống hay là nấu ăn hàng ngày cũng tốt. Thì mình có thể xào với tỏi thôi, mình ăn cũng rất là ngon ha. Xào trứng cũng được. Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn.